Chát thế, cái này là cái gắn ở ô tô mà đúng không? Cái máy ô tô thì nó có điện đi kèm, không có pin đâu. Thế bao nhiêu pin nhá? Ô tô rẻ không? Ô tô mấy triệu? 2 triệu có, 3 triệu. Cái cam hành trình mà đúng không? Cái kiểu bọn đi phượt là hay mua ấy, xong rồi dán lên mũ đúng không? Tạm thôi, chả tốt bằng ô tô, tại vì là đi xe máy không biết. Thôi, thế này là ngon nét lắm rồi, còn muốn nào nữa? Cái quay một tiếng thôi anh. Một tiếng á. Đâu mà anh Tiến. Chưa. Em tua cuối luôn nhưng mà em không thấy có em đánh em bỏ. À có 2 video rồi. Có 2 trận đúng không? Trận đầu là trận em thua không? Đánh em thua nốt rồi. Gì mà dỗ đi anh? Ăn quả chết rồi. Nếu mà em ăn nghỉ đối đối có nghĩa là buổi tối em ngủ ấy, thì ban ngày em không làm quá. Cả ngày thức có làm được gì đâu, tối đêm làm được mấy lần. Bây giờ cứ 7 giờ sáng ngủ, 7 giờ sáng ngủ. Rất mạnh. Hay làm đồ án làm đêm. Thế không phải lên giảng đường anh rồi chứ. Hết kỳ này là 12. Em đang học. Em học khóa 101. Thì em 102 là em học. Nhưng chắc mẹ thì nó tan ở 101. Không nghĩ là em fail hay là em fail 2 lần thì em rất đáng làm 2 lần lần trượt thì rất đáng kiểu nó học ở dưới tiếng Anh bao nhiêu tiền tiếng Anh 10 triệu 11 nó lóc 10 thì fail 1 lần thì nó có quy lại 1 lần mà miễn phí lần fail phí lại tí ghét không tí nhưng em thì bảo xăm 1 là 2 lần trượt
phẩm hơn, nghe khó hơn. Anh không quay à? Đang quay. Nó nháy ở trên đỉnh. Ba bốn tiếng đi làm xong lại đi xuống cái gì đấy là lâu quá không? Có một đợt căng quá nhá, chỉ tăng quá cái đau lưng, đi khám bác sĩ bảo đi khám tí tuổi đầu đau lưng, bảo nó ngồi bảo cháu ngồi xe máy nhiều. Mua giờ đây là mua 2-3 triệu tiền thuốc của chỉ có chỉ đau lưng nó kiểu như là cái tần suất nó nhiều quá. Cháu ăn hành nhiều đau lưng đấy cũng được mà. Ăn sò à? Vào đánh này ăn hành nhiều đau lưng thật chứ duyên đau cơ. Tìm cháu tìm sò nhiều quá. Có đứa ngồi xe máy nhiều đau lưng rồi. Xe máy cũng bình thường anh ngồi nhiều. Có chứ sao? Phải bảo cháu ngồi xe máy làm ăn gì? Cháu tùy anh, khách chứ.
cũng ngồi trên xe máy. Wow. Đúng không? Nhầm nữa. Đúng mà. Nước nữa. Không, 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 không ngồi nhiều. Mà ngồi nhưng mà phải tập trung cao độ không? Ngồi nhiều. Anh chỉ cần phải tập trung cao độ ngồi nhiều lại thành. Em nghĩ thế. Không, bạn nghĩ là không được ra, không được đi. Bạn bảo nào mà đấy ngồi. Bồ Tát đẹp nhất. Em tháng một. Chỉ mất một ngày thôi, tối về ngủ tối rồi rồi. Trước tầm bạn em nôn lớn này nó cha rồi. Hít thở như nào, cách hít thở như nào cùng. Gan lắm. Sao có nước không? Kiểu đó, anh biết cái Gmail không? Cái Gmail nào? Cái Gmail của mình càng trong máy nó ấy. Cảm nhận nó mượn Gmail của mình, xong rồi nó đăng nhập vào thì lịch sử của nó mình biết hết. Xem hết. Ông xem nhiều trang xem lắm, mình từ lúc mà xem được cái lịch sử của nó, em nhiều trang. Mình xem theo. Nhiều trang hay phết. Ui à, đã được 19 em rồi. Chuyên nghiệp nhỉ. Này. Dưới 10, chị là ấn. Đấy. Đúng mất điểm rồi anh. Ghê thật. Thế thì anh em làm độ kiểu đá nhỉ? Kiểu cốc nữa. Mùi nhắc nhau. Chủ quá thật. Chưa có ảo. 20 đều, à 21 đều. Chia xem có đủ đá, tốc, nước, gọng chân 8 đội không thì... Ừ, được đấy. 2 đội 1. Nói chung là tính tròn nít. Tròn nít, nó cần di chuyển. Đúng sao qua, đá, tốc. Đá, tốc, em thấy 2 tính. Ôi chà. Đi ra mẹ em có đánh cái này. Ăn ngon này. Anh bảo lỗi mà ấy. Có tầm 3 mũi thì cho bạn hết. Bóng hồng nữa. Mình cho tầm khoảng tối thiểu là tầm 5 mũi. Bên của bạn này đã cho đủ quanh quần đấy này. Cho đủ nữ để đánh họ. Nhưng mà như kiểu là em muốn làm giảm mai sau. Mai sau rồi nếu anh ra trường ấy thì lại có một đứa khác nó tiếp tục. Có mỗi hai thằng ra thì được mình ra không nhiều đâu. Có mỗi hai thằng ra thì anh phải giảm trường. Trường mình ra không nhiều đâu. Trường mình vào thì nó vào rất là nhanh. Thằng ra thì được. Nhưng mà vào bao nhiêu người vậy nhỉ? Nhưng mà chắc vì cái đợt này vào nó đã chịu. Chắc là người trong câu lạc bộ. Đó là người mà anh chưa vào bao nhiêu người. Không thể nào mà... Hai người tổng bây giờ là... Bao nhiêu ông ơi? Anh chè. Anh câu đấy này. Tài ơi, đủ câu. Đủ câu là một cái nữa nhá. Đúng chưa anh? Có chưa kể. Nếu đi thực tập thì sau anh Hòa lại về. Hòa về. Vui không? Thế như ta đây có mỗi Hòa hai ông đi về. Tôi cứ đi tầm thôi, anh ra được. Anh Tuấn. Anh Tuấn đi lại rồi. Thank you.
này cái lẽ cái cổ ấy. Ôi trời. Ôi, ba đi. Ngoài. Ông thanh niên vừa đi về nhá. Nào. Hết. Đợi anh